Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em có cái đĩa Cutany triện xanh. Đây cái này là cái đĩa được mà cái bát tô cũng được mọi người. Đấy, chiều rộng của nó là 43 phân. Chiều rộng 43 phân. Đây em quay cho mọi người xem họa tiết của nó đây. Họa tiết quá là đẹp luôn. Cái này thì không chê vào đâu mọi người. Đây triện nó đây. Nó có 1 2 3 4 5 mấy chân trống ngày xưa làm. Đây triện xanh luôn. Bên ngoài cũng họa tiết vẽ nổi hết lên nhé mọi người nhé. Đây là mặt trước của nó. Họa tiết quá là tuyệt vời luôn. Cái này thì sẽ đáng để mọi người sưu tầm nhé mọi người. Đây mình quay lại như này cho nó rõ. Cầm nó ngược tay. Đây mọi người. Người ai mà muốn mua cái này thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668 để mình xuống mình lấy cái này cho mọi người nhá. Anh quay sát lại cho mọi người xem xung quanh của em. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người.